Ok, vì anh là một chàng trai cuối cùng đến tận em, thì anh cũng sẽ tặng cho em một điều đặc biệt nha. Ok, mời em xem. Nha. Wow. Để xem một chàng trai đầy tài năng như vậy, mạnh mẽ như vậy sẽ tỏ tình như thế nào. Mời. Thì thật sự mà thấy thì anh thấy em là một cô gái rất là cá tính. Chàng trai thứ nhất có tiền, thì tiền em thấy ai cũng có thể kiếm ra tiền được. Em cũng kiếm ra được. Đúng không? Ok. Chàng trai thứ hai có sắc đẹp. Sắc đẹp giờ nhiều người có lắm. Nếu ai không có thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng để mà có tài thì rất ít người có được. Và tài năng mới là cái có thể làm được mọi điều trong cuộc sống. Và anh nghĩ rằng với cái cá tính mình giống nhau như vậy thì mình rất là hợp nhau. Em có chấp nhận không? Chưa thuyết phục lắm. Chưa thuyết phục lắm hả? Dạ. Ok, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ thêm. Cảm ơn em. Bản lĩnh và cá tính lắm cô gái. Nhưng quan trọng là quý cô Mỹ Tiên thân mến, ngay lúc này hãy cho chương trình được biết, sau khi đã tiếp nhận lần lượt từng lời tỏ tình của các chàng trai, thì Mỹ Tiên sẽ lựa chọn đâu là lời tỏ tình mà em không thích nhất. Dạ, chàng trai số 2 ạ. Lý do? Lập luận của bạn em thấy nó không rành mạch rõ ràng. Em hỏi là ảnh có tấm lòng to thì tấm lòng to chỗ nào? Về tài năng, về ngoại hình hay là về tài sản, anh phải nói rõ cho em biết. Ví dụ như giống như anh đầu tiên á, anh bảo anh giàu và anh sẽ lo cho em tất cả, là ảnh có tài sản, anh nói thẳng vào vấn đề cho em biết luôn. Cái anh cuối cùng á, là ảnh vừa có sức lực và có tài năng và có sức khỏe dẻo dai, ảnh đi thẳng vào vấn đề luôn. Em có thích anh là một người như vậy không? Vâng. Còn anh này em rất thấy rất là mập mờ kiểu. Anh có một tấm lòng rất to, rất tốt. Nhưng mà tốt chỗ nào thì em chưa biết. Giang giang xíu xíu mập mờ đúng không? Vậy thì thử thách tiếp theo dành cho Mỹ Tiên, đó chính là hãy di chuyển đến chàng trai mà em cho rằng lời tỏ tình ấn tượng với em nhất, và cả cách trò chuyện của anh ấy, để tỏ tình với anh ấy. Tỏ tình luôn á anh? Đúng rồi. Đó, để xem coi nàng cá tính tỏ tình như thế nào nè. Em nói là em thích tỏ tình đúng không nào? Anh có ghét em không? Không, nãy giờ anh đâu nói gì anh ghét em đâu. Nhìn em cái đi anh. Sao anh? Nói gì với em đi. Love you. Hồi má, mới gặp mà love you. Dạ, vậy em sẽ chọn anh số 3. Rồi, mời em. Anh tên gì anh? Anh tên Thế Vũ. Thế Vũ à? Vũ ơi, sau khi em thấy sự nỗ lực của anh, cái kẹp nơ của anh rất là hợp với tóc em. Anh có muốn làm bạn trai của em không? Hay em phải gu lực của anh? Anh nghĩ rằng là em quá mạnh mẽ, còn anh thật sự... Anh cũng mạnh mà, anh nhảy 4 người rồi còn 1 người nữa. Mạnh bên ngoài thôi em, mạnh bên ngoài thôi. Nhưng thẳm sâu bên trong trái tim của anh thì rất mong manh dễ vỡ đó em à. Không sao đâu anh, tại vì em rất là mạnh mẽ. Ai có ăn hiếp anh, cứ để em lo. Ai có ăn hiếp anh, cứ để em lo. Wow. Trời ơi,